Thiên Ngân thi hát cải lương, thực hiện mong muốn gian dở với mẹ nuôi Phi Nhung. Từng được mẹ nuôi Phi Nhung định hướng hát dân ca và bolero, việc Thiên Ngân thử sức ở Học viện Cải Lương khiến mọi người bất ngờ. Trong teaser giới thiệu tập 3 của Học viện Cải Lương, sự xuất hiện của Thiên Ngân được nhiều người quan tâm. Cô hiện là sinh viên năm 3 của Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, từng được nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, định hướng hoạt động nghệ thuật chuyên hát dân ca, bolero. Theo tiết lộ, Phi Nhung từng vào vai Kim Anh, đã được nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết chỉ dẫn cách ca diễn và hợp diễn trong vở Đời Cô Lựu. Ngày trước, khi nghe mẹ ca, em rất thích, muốn một lần được đứng trên sân khấu đóng một vai, ca một tuồng cải lương trọn vẹn. Giờ tuy mẹ không còn nữa nhưng em vẫn nuôi mong ước ấy, nhất là những bài ca, vai diễn mà mẹ từng đảm nhận thành công, Thiên Ngân chia sẻ. Được biết, trong phần thi cá nhân tại Học viện Cải Lương, Thiên Ngân thể hiện bài Tình Xuân của soạn giả Hoàng Song Việt. Trước khi lên sân khấu, con nuôi Phi Nhung cho biết cô hồi hộp bởi, đây là lần đầu tiên tôi thử thách ca cải lương. Vì thế, tôi sẽ cố gắng để thể hiện hết mình. Tôi mong mẹ có thể vui, tự hào về mình. Ngoài Thiên Ngân, sự xuất hiện của Quách Phú Thành, quán quân thử tài siêu nhí 2016 cũng nhận được sự quan tâm. Nam ca sĩ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cao lớn, điển trai. Chính điều đó khiến nghệ sĩ Thanh Hằng, người chấm thi Anh cách đây 8 năm không khỏi bất ngờ. Hiện Quách Phú Thành là sinh viên trường Đại học Văn Lang, chuyên ngành marketing. Ngoài ra anh còn là ca sĩ tự do. Quách Phú Thành cho biết có đam mê từ nhỏ với cải lương, vọng cổ nhưng đến hiện tại chưa học qua bất kỳ trường lớp chuyên nghiệp nào. Thời gian trước, anh tập trung cho việc học nên giảm bớt hoạt động nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, giọng ca sinh năm 2005 tiếp tục theo đuổi đam mê. Đã tham gia nhiều chương trình, nhiều đêm diễn nhưng khi đến với Học viện Cải Lương tôi vẫn hồi hộp, lo lắng bởi lâu rồi tôi chưa quay lại với một chương trình về cải lương. Tôi chỉ mong sẽ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Vì thế, việc có vào vòng trong hay không cũng không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là tôi cố gắng nhất ở thời điểm đó, hoàn thành phần thi, Quách Phú Thành chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.